Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của Clickbuy. Đây là Oppo Reno 8, một con máy cũng mới được ra mắt của nhà Oppo mà thôi. Con máy này hiện tại cũng đang được rất là nhiều người quan tâm ở cái mức giá tầm trung khoảng tầm 9 triệu. Mình thấy ở một số chương trình nhận máy sớm thì lượng người chờ đợi để sở hữu được con này cũng khá là đông. Vậy thì nó có gì mà khiến nhiều người lựa chọn trong cái phân khúc giá tầm 9 triệu như thế này? Thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm Oppo Reno 8 này tại Clickbuy. Hiện nay đang có rất nhiều khuyến mãi cũng như là phần quà dành cho sản phẩm Oppo Reno 8 này. Các bạn đang quan tâm thì mình sẽ để link phim dưới phần mô tả video này cho các bạn dễ dàng tham khảo nhé. Rồi, tới với cái điểm ấn tượng đầu tiên thì con Oppo Reno 8 thì nó vẫn sẽ tới từ cái phần thiết kế. Nó vẫn sẽ là một kiểu thiết kế khung viền vuông vức này. Và mặt lưng nó cũng sẽ được làm nhám. Và khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại như thế này thì nó vẫn sẽ có cái hiệu ứng gradient đổi màu theo cái góc nghiêng của mình. Thực sự nó quá là đẹp luôn các bạn ạ. Và thực sự mình rất là thích cái phần mặt lưng này. Ở một điểm đó chính là về cái khả năng chống bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay nó cực kỳ là tốt khi mà mình sờ vào như thế này. Tay mình hiện tại thì cũng đang khá là ướt do mồ hôi ra, nhưng mà các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn sạch sẽ. Và về tổng thể của con Oppo Reno 8 này thì nó cũng khá là mỏng và nhẹ nhàng, cho nên cầm nắm sử dụng một tay hoàn toàn là thoải mái. Cùng camera hình chữ nhật phía đằng sau thì nó cũng được làm nổi lên khá là nổi bật, với camera chính có sẽ có độ phân giải là 64 megapixel. Phía bên cạnh dưới này thì nó vẫn sẽ được trang bị jack cắm tai nghe 3.5mm, thứ mà phần đa những con máy hiện nay đã bị lược bỏ. Và khi mà con Oppo Reno 8 này được trang bị thì nó vẫn sẽ rất là tiện dành cho những bạn nào không có tai nghe Bluetooth, hoặc là các bạn muốn kết nối với những thiết bị phát nhạc kiểu như là loa đài chẳng hạn thì nó cũng khá là tiện lợi. Phía bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có vị trí của dãy loa, và các bạn cũng nên lưu ý là về phần loa của con Oppo Reno 8 này chỉ là loa đơn mà thôi nhá. Đây là một cái điều mình cảm thấy cực kỳ là đáng tiếc, bởi vì rõ ràng nhiều con máy trong tầm giá từ 3 cho tới 5 triệu cũng đã được trang bị loa kép rồi, trong khi con máy này có mức giá lên tới 8 triệu mà nó không có loa kép các bạn ạ. Cho nên về khoản giải trí, chơi game các thứ thì nó cũng sẽ không được phê cho lắm. Và khi mà mình cầm ngang và chơi game như thế này thì chắc chắn cái phần tay của mình sẽ bị che mất phần loa, khiến cho cái trải nghiệm chơi game của mình thực sự nó khá khó chịu các bạn. Rồi, quay ra phần mặt trước thì nó vẫn sẽ là một kiểu thiết kế màn hình đục lỗ khá là gọn gàng như thế này. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy là cái phần cằm dưới nó vẫn được làm cực kỳ là dày, khiến cho cái độ thẩm mỹ nó bị giảm đi rất là nhiều. Giá như mà cái phần cằm này nó được làm mỏng hơn thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nói sâu hơn về cái màn hình của con Oppo Reno 8 này thì nó sẽ có kích thước là 6.4 inch, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền OLED cùng với tần số quét cao là 120Hz. Cho nên về khả năng hiển thị này, màu sắc, độ nét và độ mượt khi mà sử dụng trên màn hình này thì cũng không có điểm gì để mà chê. Tiếp theo về khoản cấu hình thì cũng sẽ là một thứ khá là nhiều bạn quan tâm. Thì nó sẽ được trang bị một con chip tầm trung, đó là con Snapdragon 680, 8GB, và các bạn vẫn có thể là tăng thêm tối đa là 5GB phía bên trong phần cài đặt như thế này nhá. Thực ra với cấu hình này thì cũng gọi là khá là yếu trong cái tầm giá, bởi vì rõ ràng với cái mức giá 9 triệu các bạn có thể là tìm được những con chip đầu 7, thậm chí là những con chip đầu 8, hoặc là khá nhiều con máy được trang bị con chip Dimensity cũng sẽ có hiệu năng tốt hơn con này rất là nhiều. Nên rõ ràng đối với những bạn nào là game thủ muốn chơi ngon, chơi mượt, max setting nhiều tựa game hiện nay ấy, thì đây cũng sẽ không phải là lựa chọn dành cho các bạn đâu nhá. Còn với cấu hình này để mà sử dụng thực tế thì các bạn có thể thấy là nó vẫn sẽ có một cái tốc độ load up khá là nhanh. Khi mà mình bấm vào như thế này thì nó vẫn sẽ phản hồi ngay lập tức. Ví dụ như là mình bật YouTube đi, bấm vào nó phản hồi, hoặc là các thao tác mình chuyển đa nhiệm này, ví dụ như là mình bấm qua phần máy ảnh nó phản hồi, rồi khi mà mình lướt qua phần Facebook nó phản hồi. Tất nhiên trong cái quá trình mình sử dụng thì hiện tượng giật lag nó cũng sẽ không thể nào mà tránh khỏi rồi, nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng khá là thấp thôi. Khi mà các bạn sử dụng bình thường như thế này thì vẫn khá là ok, khá là mượt mà, nói chung là ok. Tiếp tới về trải nghiệm camera trên con Oppo Reno 8 thì chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải là 64 megapixel. Theo mình trải nghiệm nó vẫn sẽ thể hiện khá là tốt trong cái điều kiện đầy đủ ánh sáng, tốc độ lên nét nhanh, chất lượng chụp thì cũng khá là ấn tượng, chi tiết lên tốt, màu sắc nó sẽ mang thiên hướng là tươi tắn phần ánh mắt. Nhưng mà trong điều kiện thiếu sáng thì cũng gọi là chấp nhận được thôi. Bức hình mình chụp ra thì các bạn có thể thấy là nó sẽ bị noise rất là rõ ràng, màu sắc thì nhợt nhạt chứ nó sẽ không được trong trẻo lắm đâu. Và cái nữa là tốc độ xử lý khi mà mình chụp đêm thì nó khá là chậm. Mặc dù khi mà mình bấm chụp ấy thì mình vẫn phải giữ máy ổn định tầm từ 2 cho tới 3 giây. Nhưng khi mà mình chụp xong thì mình phải chờ thêm tầm 5 giây nữa thì nó mới có thể là xử lý xong một bức hình.
Còn về camera selfie thì đây cũng sẽ là một cái điểm nổi bật của con Oppo Reno 8. Thì theo nhà sản xuất công bố, nó sẽ được trang bị một cảm biến khá là xịn sò, Sony IMX709. Và chế độ làm đẹp thì cũng được trang bị làm sẵn cũng rất là tốt. Hình chụp từ camera gốc thì các bạn có thể thấy là da ra rất là trắng trẻo hồng hào này. Chi tiết trên phần da mặt cũng khá là tốt, không bị cà quá nhiều. Nên đối với những bạn nào là nữ thích selfie sống ảo thì đây sẽ là một lựa chọn các bạn không nên bỏ qua. Rồi, cuối cùng là về pin. Nó sẽ được trang bị một viên pin cũng khá là lớn, 4500 mAh, kết hợp với sạc nhanh là 33W. Thì cũng đủ cho các bạn sử dụng thoải mái trong vòng một ngày thôi. Bởi vì đối với con chip Snapdragon 680 thì đây cũng sẽ không phải là một con chip ăn quá nhiều điện. Và phần tối ưu pin của nó cũng khá là tốt, cho nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Thì đó là những gì có trên con Oppo Reno 8 này. Một con máy có thiết kế mặt lưng khung viền rất là đẹp, màn hình hiển thị tốt, camera selfie thì cực kỳ là bá đạo. Chỉ một cái là về phần cầm nó sẽ hơi dày và cấu hình nó cũng sẽ yếu hơn khá là nhiều con máy trong tầm giá. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.